Xin chào tất cả các bạn. Trên tay mình cầm mấy sợi dây đỏ nè, để mình đem ra mình cột lên mấy cái trái bầu này nè, mình làm nơ cho nó đẹp hơn ha. Mấy cọng dây này mình đã cắt vừa cột hết rồi, giờ mình sẽ cột lên đây. Nhiều người ta tới nhà mình đó, người ta thấy cái dàn bầu này nè, cái người ta nói đẹp quá, thôi để dành đi để dòm chơi chứ đừng có hái uổng. Mình thấy vậy thôi cái mình cũng để dành luôn. Nhất là người chị thứ hai của mình đó, nói đừng có hái nha, đừng có hái, để dòm thôi. Mình thấy gần Tết rồi thôi để dòm luôn. Bây giờ mình sẽ cột cái trái này ha, cột vô nhìn nó cũng ngộ nghĩnh dữ lắm. Cái dàn bầu này là ngay cái võng của mình đó. Đó mình nằm ngay cái võng này á, nhìn nó cũng mát dữ lắm mà nhìn nó cứ thích làm sao á. Mình thích cái dàn bầu này nè, rồi cái con mình nó cũng thích nữa. Mà nghe nói trái bầu này nè để khô á, mình lấy hột ra cho sạch sẽ rồi mình xúc rửa sạch sẽ đó, mình đựng nước uống cho con. Nghe nói là mát vậy lắm đó mà không biết làm sao. Nhưng mà mình làm thử đi, để cho nó già nó khô. Người ta kêu là treo lên dàn bếp á, cho nó vàng ống lên nó đẹp. Rồi hả, bắt đầu làm. Mình làm vậy theo kiểu mình thích mình làm, chứ mình không thích mình chắc mình đâu có làm gì ta. Nhìn cũng mắc cười ha. Ngộ. Trái bầu á, nhiều người ta vô nó nói trái bầu á có làm gì không mà sao nó cứ cái ngẩn như vậy, hay là tự nhiên nó như vậy. Mình cũng cười cười, mình nói tự nó vậy chứ ai biết sao đâu mà làm. Mới vừa rồi có người dặn mình để khô đi, cho họ ít hột để họ trồng cho đẹp. Họ cũng làm vàng họ trồng vậy đó. Nhiều người thấy mình trồng vậy nè, cũng dặn để khô cho họ hột để họ trồng. Mà trái bầu này nhìn thấy cưng vậy ha. Tự nhiên cái nhìn lạ lạ làm sao đó. Lần đầu tiên mình trồng. Giờ mình cột xong hết rồi, mình sẽ quay lại một vòng cho mọi người cùng xem ha. Bây giờ mình sẽ quay lại toàn bộ những trái này. Không, trái bầu vậy cột dây đỏ lên nhìn thấy cưng thiệt. Là những trái mình mới vừa cột cái nơ xong nè. Cột con dây này. Người ta cứ nói đẹp. Nó hơi dài một chút để về cho để mình cắt ngắm chơi một tí. Đó, cho nên mình không có hái xuống để mình nấu canh nữa, mà mình để còn dây đỏ này ngắm cho nó vui ha. Hơi dài quá. Với lại cái dàn bầu này ngay cái chìa võng của mình nữa, ngay cái võng nằm nè, nó mát gì đó. Ngắm quay chút ánh sáng tối, tối một chút. Mình cột cái dây mình đỏ lên đứng cái góc bên đây, trái bầu cái nó cây mảng cầu đó là mình thấy ngộ nghĩnh đủ ánh sáng trái bầu. Còn như mình đứng ở phía bên đây mình nhìn trái này qua, nếu mà mình hái nấu canh nó thì cỡ này là mình hái được rồi, nó cũng già trái rồi, cho nên mình sẽ cột cái trái bầu này thấy tối vậy mọi người thông cảm ha. Để mình giống như xây qua bên đây cho nó sáng một tí. Cái người tiếc đồ gì đó, có mấy trái này nó còn non. Mấy trái nào còn non á, chưa có đủ
chưa đủ lớn á, mình sẽ không có đứng cột ở cái góc dây này đầu á, thì mình thấy cái dòng để cho nó lớn sủa. Còn đi mấy góc kia thì thấy nó tối quá. Chị đứng ở góc đây mình kiếm là nhìn nó sáng lên một dải nữa. Đó, mình cột lại mấy cái trái. Nhưng mà có cái trái này thì nó bị, mình thấy nó ong đục nè. Trái này nè, trái này bị ong đục ha. Trái này nó bị ong đục, nó xuống quá, nó chảy nước rồi, chắc mình cắt bỏ nó. Rồi video mình sẽ kết thúc tại đây ha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video mình. Rồi cảm ơn tất cả các bạn. Bye bye.